Thứ hai, chị em xã hội cũng không có bán sản phẩm này. Thứ ba, mình muốn biết tên bạn, bạn cũng không nói. Mình đứng cái bước ở đây, nguyên lên shop mình. Shop mình. Bạn đến ở đây, ở đây mình đang tại chị với em đang nói chuyện. Chị đang đứng nói chuyện, chị đang bảo vệ em. Chị đang đứng đây để mày bảo vệ em. Giờ chuyện này chuyện đang giờ chị nha ba. Chị nha ba, mà bảo đang bà nha. Ok. Đàn bà nè, vốn tao bự hơn mày nữa nè. Tao đàn bà nè. Ok. Đó, tao tao nói tao đàn bà nè. Ừ. Vốn tao bự hơn mày nữa đó. Cho nên nếu không có liên quan á, mình xin học có mình nghĩ. Và mình mời vậy bạn. Bây giờ nè, em cảm thấy em cũng muốn xin lỗi không? Mời bạn. Cái lồn má mày. Chửi ai vậy? Chửi ai? Chửi ai? Chửi ai? Chửi ai? Chửi ai? Chửi ai? Bây giờ shop người ta mà mày vô mà thấy chưa? Trời ơi, vô shop ta chửi cái lồng má mọi người nghe không? Trời ơi! Bỏ mày hộ nó vậy? Từ từ đi. Chị không hộ vậy? Vô shop đụ má lên da là mẹ không? Thì sao ai muốn giải quyết sao xong chưa? Đây đi chị ơi, công an vô chị ơi. Công an vô giải quyết công an. Công an giải quyết công an luôn. Công an luôn, mời công an vô. Trời ơi, đứng đây cho rõ đẹp. Đứng đây nó chửi trên live mọi người nghe nha mọi người. Nắm đầu anh vợ. À không có nắm đầu, nắm áo nha. Đây nắm áo nha. Tôi để em đi. Đây 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 đây. Nè khách phải không? Chị Trang hỗ trợ vô chị Trang. Người này kiểu không có quen em. Vô phẻ vô chửi vô chửi vậy. Chửi cái gì? Ê, chửi nhà. Chửi cái mày nào vô này coi. Nó chỉ nè. Chị giờ đây rồi nha. Má, mày có mấy cái làm cái gì? Ủa, mày làm thế anh thấy không? Mày làm cái gì vô sắp mày làm gì vậy? Mày làm gì vậy? Mày làm cái gì làm cái gì? Mày có quen em hay không? Mày đừng có sổ, khỏi sổ. Ủa, mày làm cái gì? Chị rung luôn. Tôi coi like với bạn. Giờ tôi thấy. Cái câu chuyện giải quyết xong rồi đó anh. Đáng lẽ là câu chuyện này mọi người ơi. Đáng lẽ là cái câu chuyện này á đang êm đẹp, rất là êm đẹp luôn. Không có gì hết tự nhiên. Đang rất là êm đẹp không có gì hết tự nhiên ở đâu xấu vô. Con chị mày đáng là xong hết rồi đúng không? Xong vô. Rõ ràng đang câu chuyện đang rất là bình thường. Ở đây là mình đã an còn 100%. Chị đừng xài với em. Chị ở đây mọi người nói em bỏ nó hỗn quá. Em có nói là ở đây bình thường, em đứng đây nói chuyện chị là an toàn, chị không có nói gì hết. Mọi người có em có nói câu đó không mọi người? Hả? Mọi người có không? Bỏ hỗn. Nhân viên bảo vệ giữ xe. Giữ xe. Đóng về sẽ lẹ mà. Em nói lên. Lúc mà tôi vô đây là anh có vô rồi, tôi chưa thấy như vậy đó, tôi biết là có đánh nhau. Tôi biết là hai bên này có xô xát nha. Còn người ta không đánh ai mà anh lên anh đứng người ta một cái là anh sức đàn ông mà đứng người ta như vậy. Mày nó xạo mày. Cái mỏ quá trời hổng rồi. Cái lồn má kêu vậy là chửi á mọi người. Đợi đi, đợi. Đợi. Thôi, giờ bên kia đó đi, giờ không nói chuyện nữa. Giờ bên kia dùng đi.
thôi đừng nói.